trước Bùi Lan Hương, đạo diễn Dũng Khùng gắn bó với những người đẹp nào? Trước khi công khai quan hệ tình cảm với ca sĩ Bùi Lan Hương, đạo diễn Dũng Khùng, Nguyễn Quang Dũng từng vướng tin đồn tình ái với ba người đẹp tài năng. Công chúng thường gọi đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bằng cái tên thân mật Dũng Khùng với sự đồng ý của anh. Vốn là đạo diễn tài năng nhưng rất kín tiếng nên việc ca sĩ Bùi Lan Hương công khai chuyện tình cảm với Dũng Khùng thu hút sự chú ý của công chúng. Trước ca sĩ ngày chưa dông bão Bùi Lan Hương, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng từng được cho là có tình cảm yêu đương với ba bóng hồng tài năng của showbiz Việt. Trong đó, nổi bật nhất là siêu mẫu Thanh Hằng. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận nhưng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng chưa từng phủ nhận mối quan hệ tình cảm với siêu mẫu. Thanh Hằng tham gia rất nhiều bộ phim do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thực hiện như Nụ Hôn Thần Chết, Những Nụ Hôn Rực Rỡ, Mỹ Nhân Kế. Tháng năm rực rỡ tính cách của cô trong các bộ phim này đều khiến cho khán giả nhớ mãi không quên. Nhiều khán giả còn cho rằng Thanh Hằng chính là nàng thơ của Quang Dũng. Mới đây, siêu mẫu Thanh Hằng đã tiết lộ về người đàn ông giấu kín của mình. Cô chia sẻ bản thân cảm thấy tin tưởng để đi đến kết hôn với bạn trai hiện tại. Sau 5 năm cô đơn, tôi đã tìm được người đàn ông của mình, cô cho biết. Nhiều khả năng cuối năm cô sẽ làm đám cưới. Ca sĩ Minh Thư, cháu gái ca sĩ Lam Trường, cũng gắn liền với Dũng Khùng thời gian dài. Nhiều đồn đoán hai người chính là một cặp khi thường xuyên có mặt trong dự án của nhau nhưng ca sĩ. Minh Thư chia sẻ, Thư với anh Dũng chỉ là hai người bạn thân hơn tình bạn chút xíu còn người yêu thì không. Có những giây phút ngỡ như có thể đến được với nhau như hai người yêu nhưng không hiểu sao thiếu gì đó mà không hề đến được. Kiện tướng Dancer Boss Hành Thi cũng là cái tên được nhắc đến trong hành trình yêu đương của Dũng Khùng. Điều này xảy ra trong thời gian hai người cùng ngồi ghế nóng bước nhảy hoàn vũ. Hành Thi từng chia sẻ về mối quan hệ tình cảm với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Chúng tôi đã thích nhau 3 năm rồi, ngay từ khi làm bước nhảy hoàn vũ mùa đầu tiên cơ. Lần đầu gặp đã có cảm tình với nhau. Lúc đó anh ấy có bạn gái khác, nhưng cái feel của hai đứa với nhau là có. Lúc đó tôi có những vấn đề về nghề nên hay gọi điện hỏi han, rồi bẵng đi vài tháng tôi cũng chẳng hỏi nữa. Đến một ngày, tôi cảm thấy ngạc nhiên, sốc nhất là khi đến nhà bạn tôi chơi, anh ấy mở piano ra, tự chơi một bản nhạc và hát. Hình ảnh đó làm tôi choáng, không nghĩ một gã xù xì như thế lại có thể làm được những điều đấy. Tôi bị đánh gục hoàn toàn từ giây phút đó. Khi nhiều lần Khánh Thi chia sẻ mối quan hệ tình cảm với Dũng Khùng nên công chúng tin tưởng rằng hai người chính là một cặp. Thế nên khi không còn sánh bước cùng nhau, cư dân mạng cũng tiếc nuối cho một cuộc tình. Nhưng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lại chia sẻ, có bao giờ tôi tự nhận mình và Khánh Thi yêu nhau đâu mà giờ có chuyện chia tay.